Hôm nay giới thiệu các bạn cái mẫu máy này để chúng ta có thể nâng cấp RAM được không. Sau đây chúng ta cùng tiến hành kiểm tra xem phần mềm của nó. Rồi bây giờ và như vậy là HP này thì chúng ta đã thấy rõ là main này đã không có cái socket để chúng ta nâng cấp RAM, cho nên là với cái modem này thì chúng ta chỉ có sử dụng được những cái ứng dụng thông thường, lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, và chúng ta không thể nâng cấp RAM được.